Thưa quý vị, kiểm soát chất thải công nghiệp là một trong những thách thức lớn với công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn xả thải, nhưng vẫn còn tồn tại một số bất cập mà theo các chuyên gia thì chúng ta cần huy động sức mạnh của cả cộng đồng để có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Theo thống kê, Việt Nam hiện có gần 300 khu công nghiệp, 15 khu kinh tế biển, 12 nhà máy nhiệt điện. Nếu như trước đây, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là những chính sách rộng mở dành cho doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư, thì nay, vấn đề quản lý chất thải công nghiệp đi đôi với việc phát triển kinh tế lại đang trở thành thách thức mới. Có rất nhiều ý kiến nói rằng chúng ta đã đến lúc lựa chọn nhà đầu tư, đã đến lúc lựa chọn cái ngành nghề mà Việt Nam đang thiếu để có thể kêu gọi đầu tư, chứ không phải là chấp nhận đầu tư bằng mọi giá. Thì như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng cái quy chuẩn môi trường, quy chuẩn xả thải của Việt Nam thì cũng sẽ phải được nâng lên, được rà soát lại và được tạo ra một cái quy chuẩn với các cái con số, với các cái mức độ nó phù hợp với lại cái giai đoạn phát triển mới của Việt Nam, tức là giai đoạn chúng ta phát triển trở thành một nước công nghiệp. Hiện nay có tới vài trăm loại hình sản xuất công nghiệp, nhưng chỉ có quy chuẩn về quản lý chất thải cho một số loại hình chính. Nhiều doanh nghiệp chưa có ý thức trong việc tự xử lý và kiểm soát nguồn thải. Công tác giám sát quá trình xử lý chất thải còn nhiều khó khăn, mà theo các chuyên gia, cần phải có cơ chế giám sát huy động được nguồn lực từ cộng đồng thì mới có thể làm tốt việc kiểm soát chất thải công nghiệp. Hiện nay thì nói chung các cái văn bản pháp luật của chúng ta thì mới đang đưa ra một cơ chế giám sát dưới dạng là của các cơ quan dân cử, tức là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Cái điều đó chúng ta thấy là các cơ quan này đang làm rất tốt. Nhưng còn cái hệ thống giám sát thứ hai là có liên quan đến người dân thì vẫn dựa vào Mặt trận Tổ quốc. Trong khi hiện nay thì Mặt trận Tổ quốc cũng chưa tổ chức được việc thu nhận ý kiến giám sát của người dân. Tôi cũng nghĩ là đã đến lúc ở các tỉnh và các bộ cần có những cái ban giám sát chất lượng nước mạch ở trên toàn nước, và cái ban giám sát chất lượng nước mạch ở nước sông và nước biển có cái trách nhiệm thông báo thông tin về các chất lượng nước một cách thường xuyên cho người dân hoặc là cho chính phủ thấy. Và trên cái cơ sở có những cái ban giám sát đó thì chúng ta sẽ huy động được tất cả những cái cộng đồng, những người dân hoặc là những cái chuyên gia có thể tình nguyện để có thể là giám sát các cái chất lượng nước thông qua những cái thông số đo đạc đơn giản hoặc là thông qua cái quan sát. Cũng theo các chuyên gia, nếu có được những kết quả giám sát, quan trắc liên tục từ các cơ quan liên quan và từ cộng đồng, chúng ta sẽ có cơ hội nắm bắt chất lượng môi trường nước sông ngòi, ao hồ và nước biển để có những xử lý kịp thời đối với việc kiểm soát chất thải công nghiệp và bảo vệ môi trường.